Chào mừng anh chị em đã quay lại với kênh hướng dẫn lái xe an toàn. Trong nhóm sedan hạng B, Mitsubishi Ajax và Kia Soluto hiện là hai mẫu xe có giá bán thấp nhất. Cụ thể, Mitsubishi Ajax được niêm yết với giá 375 đến 485 triệu đồng, còn Kia Soluto có giá 369 đến 469 triệu đồng. Mức giá dễ tiếp cận cũng được xem như là yếu tố cạnh tranh lớn nhất của Ajax và Soluto. Vừa qua, Mitsubishi Ajax có thêm phiên bản CVT Premium cao nhất với một số nâng cấp về tiện nghi và an toàn. Tương tự, phiên bản AT Luxury của Kia Soluto cũng được bổ sung sau khi mẫu xe này ra mắt tại thị trường Việt Nam với sự tăng cường về trang bị. Hôm nay, em và nhóm sẽ so sánh Mitsubishi Ajax CVT Premium có giá 485 triệu đồng, không chênh lệch nhiều với giá niêm yết 469 triệu đồng của Kia Soluto AT Luxury, để xem hai mẫu xe Hàn và xe Nhật mang đến những giá trị gì cho người dùng Việt. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Ở đời xe trước, Mitsubishi Ajax không được đánh giá cao về thiết kế do ngoại hình có phần đơn giản và lạc hậu. Tuy nhiên, sự đổi mới của Mitsubishi Ajax 2021 tập trung chủ yếu ở thiết kế phần đầu xe. Diện mạo mặt tiền của Ajax được lột xác hoàn toàn bằng những đường nét dynamic siêu, mạnh mẽ, đặc sắc và trẻ trung hơn, không còn nhạt nhòa như trước. Lưới tản nhiệt của Mitsubishi Ajax 2021 nổi bật với tạo hình chữ X sơn đen, bọc hai bên là hai thanh bản to, mạ chrome sáng bóng. Phần trên của lưới tản nhiệt xếp tầng với họa tiết tổ ong chìm bên trong khá đẹp mắt. Ở bản Ajax CVT có thêm viền đỏ nổi bật, còn bản Ajax số sàn thì mạ chrome. Phần lưới gió ở dưới có các thanh ngang chạy dài, tất cả được nâng đỡ trên cản trước điêu khắc mang nhiều chất thể thao. Bản Mitsubishi Ajax CVT được trang bị đèn pha bi LED có projector đi kèm giải định vị ban ngày LED chạy phía dưới. Tính đến thời điểm hiện tại, Ajax là chiếc xe giá dưới 500 triệu đầu tiên có được hệ thống đèn đắt giá đến thế. Hiển nhiên, đèn xi nhan và đèn sương mù vẫn chỉ dùng loại sợi đốt thông thường, khó có thể đòi hỏi full LED hoàn toàn, nhưng chỉ cặp pha bi LED thôi cũng đã đủ đem đến sự thích thú cho người dùng. Với cụm đèn này thì khi chạy ban đêm, nhất là điều kiện ánh sáng như là trời mưa, sương mù, trời tối không có đèn đường, thì đèn bi LED cho ánh sáng rất tốt, giúp người lái quan sát xa và rõ, không cần phải tốn kém nâng cấp thêm đèn ô tô. Không chỉ thế, riêng với bản CVT Premium, xe còn có thêm tính năng cảm biến bật tắt đèn chiếu sáng tự động. Thân xe Mitsubishi Ajax 2021 vẫn duy trì những đường nét thiết kế từ người tiền nhiệm với form dáng chung cũng như các đường dập gân nổi gần như không thay đổi. Tay nắm cửa xe cùng màu với thân xe, có một điểm trừ là nút bấm ổ khóa cửa được bố trí nằm tách rời so với tay nắm cửa. Kiểu thiết kế này hơi thiếu tính thẩm mỹ, dễ gợi nhớ về những mẫu xe đời cũ năm 2000. Hai bản Ajax CVT, gương chiếu hậu trang bị đầy đủ các tính năng gập điện, chỉnh điện và đèn báo rẽ. Xe có chiều dài rộng cao, lần lượt là 4.305 x 1.670 x 1.515mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.550mm. Xe sử dụng mâm hợp kim 15 inch với kiểu dáng 8 chấu mới, khá thể thao đi kèm với lốp 185-55R15. Phần đuôi xe Mitsubishi Ajax 2021 được tinh chỉnh sắc nét hơn, sở dĩ Ajax 2021 dài hơn trước chủ yếu do phần cản sau kéo dài, giúp diện mạo tổng thể trông cân đối hơn hẳn. Bản Ajax CVT có cản gió đuôi sau tích hợp cả đèn phanh LED khá thể thao. Kia Soluto 2021 mang tới 3 tùy chọn các phiên bản khác nhau cho khách hàng, trong đó hai biến thể MT Deluxe và AT Deluxe sở hữu nhiều trang bị hấp dẫn so với phiên bản giá rẻ MT khá nhiều. Cụ thể, hai biến thể cao cấp này có nhiều tùy chọn màu sắc, tiện nghi giải trí và trang bị an toàn cũng đầy đủ hơn. Nếu khách hàng yêu thích cảm giác vận hành của một chiếc xe số sàn thì có thể lựa chọn MT Deluxe. Trong trường hợp khách hàng yêu thích sự nhẹ nhàng của một chiếc xe tự động thì có thể đến với AT Deluxe. Kia Soluto 2021 khá vừa vặn với kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.570mm. Đầu xe Kia Soluto 2021 lôi cuốn điểm nhìn với lưới tản nhiệt mũi hổ đen bóng đặc trưng của hãng Kia khó có thể nhầm lẫn. Nhưng ở Soluto, lưới tản nhiệt được bóp gọn hơn, viền chrome trên và dưới chạy ngang kết nối hai cụm đèn trước tạo nên diện mạo khá dữ dằn. Cụm đèn trước Soluto 2021 vẫn chỉ dùng bóng thường halogen tích hợp cả pha lẫn cốt, không có thêm tùy chọn gương cầu projector như một số đối thủ khác.
Đây là một nhược điểm Soluto khiến không ít người hụt hẫng, bởi người ta còn mong đợi Soluto được trang bị cả đèn LED chứ không chỉ dừng ở Roadster. Đáng tiếc là cả hai đều không có. Nếu anh chị để ý sẽ thấy phần dưới lưới tản nhiệt mũi hổ ở bên trên chỉ là một chi tiết được tạo hình giả. Việc thông gió khoang động cơ chủ yếu là do phần hốc gió hình thang mở to ở dưới đảm nhận. Phần hốc gió này cũng được sơn đen, bố trí một thanh nhựa đen bản to chắn ngang nâng cao biển số, giúp phần đầu xe có cảm giác bề thế và cứng cáp hơn. Đèn sương mù thiết kế kiểu bóng tròn Roadster quen thuộc được đặt đối xứng ngay trên cản trước, tăng thêm điểm nhấn cho phần dưới. Đặc biệt là hai má đầu xe Soluto còn được trang trí thêm dải đèn LED ban ngày, nằm dọc, nằm gọn ở trong lòng hốc nhựa đen nổi bật. Xe Soluto sử dụng bộ la răng kích thước 14 inch, đây cũng là một nhược điểm khiến Soluto thua thiệt so với các đối thủ, vì đa số những mẫu sedan hạng B khác đều đã dùng la răng 15 inch, thậm chí còn 16 inch với những phiên bản đặc biệt. Gỡ gạc lại là tay nắm cửa của Soluto được mạ chrome sáng bóng cho cả hai phiên bản Deluxe và Luxury, riêng bản số sàn cấp thấp thì không có. Tuy nhiên, lại thêm một điểm trừ nữa là tay nắm cửa lại không có nút bấm để mở cửa, trong khi A-Check đã được trang bị. Cụm đèn hậu Soluto 2021 kiểu khối đầy đặn hơi kém bắt mắt, nằm nhiều ở hai góc thay vì nhấn sâu vào nắp cốp sắc sảo như đàn anh Kia Cerato hay Kia Optima. Chọn bộ đèn hậu đều dùng bóng sợi đốt thường. Đây cũng là một điều đáng tiếc bởi những dòng xe giá rẻ như Soluto đến từ Hàn thường sẽ được trang bị đèn hậu LED nhằm chiều lòng người dùng. Hệ thống ghế ngồi Mitsubishi A-Check 2021 thay đổi kiểu tạo hình mang đến cảm giác mới mẻ. Phiên bản A-Check CVT được bọc da. Cảm nhận thực tế dù chỉ là da thường nhưng vẫn mềm mại và êm ái, phiên bản số sàn vẫn chỉ dùng ghế bọc nỉ. Hàng ghế trước A-Check 2021 có tính năng chỉnh cơ 6 hướng ở ghế lái và 4 hướng ở ghế hành khách. Bản A-Check CVT được bố trí thêm bệ tì tay cho ghế lái. Đây là một trang bị mới cho A-Check 2021. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại thể hiện sự chu đáo hơn của Mitsubishi với khách hàng, bởi bệ tì tay này sẽ giúp giảm thiểu đáng kể cảm giác mỏi khi chúng ta đi đường dài. Hàng ghế sau A-Check 2021 được đánh giá rất cao về độ thoải mái so với form dáng nhỏ nhắn bên ngoài, thì hàng ghế sau của A-Check lại mang đến một không gian rộng rãi đến bất ngờ, đủ chỗ cho cả 3 người trưởng thành. Khoảng trần thoáng, đặc biệt là chỗ chống duỗi chân ở phía trước rất rộng, thực sự là lý tưởng so với kích thước của A-Check. Vị trí này nhỉn hơn nếu so sánh với Kia Soluto và Mazda 2. Hàng ghế sau của A-Check cũng có đủ tựa đầu 3 vị trí, có bệ để tay tích hợp với ngăn để cốc. Khu vực lái xe trên Mitsubishi A-Check 2021 không hẳn lột xác nhưng cũng có sự nâng cấp về mặt thiết kế lẫn tính năng. Vô lăng A-Check 2021 vẫn duy trì kiểu dáng như trước nhưng có sự phối hợp hài hòa hơn với các chi tiết trang bị viền chrome và bọc da. Đặc biệt, vô lăng được tích hợp đầy đủ các phím chức năng cần thiết. Nguyên bản vô lăng của A-Check cũng được sử dụng trên những người anh em khác cao cấp hơn như Mitsubishi Spander hay Mitsubishi Outlander. Do đó, so sánh với các đối thủ cùng phân khúc, thiết kế vô lăng của A-Check được đánh giá khá tinh tế. Cụm đồng hồ sau vô lăng có sự tinh chỉnh cho giao diện bắt mắt hơn. Ở bản A-Check CVT được trang bị hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Kia Soluto 2021 với chiều dài cơ sở 2570mm, nhỉnh hơn cả Toyota Vios 2550mm, giúp Kia Soluto sở hữu một không gian tương đối rộng, nội thất theo tông đen chủ đạo, trần xe và ghế màu sáng mang cảm giác thoáng hơn, thiết kế nhìn chung theo hướng đơn giản và thực dụng. Hệ thống ghế ngồi Kia Soluto 2021 sử dụng chất liệu giả da, riêng bản số sàn Soluto MT vẫn sử dụng ghế bọc nỉ. Nếu chọn bản này, người mua có lẽ phải tự nâng cấp bọc da ghế xe vì chất liệu nỉ dễ bám bẩn lại khó vệ sinh. Hàng ghế trước Kia Soluto có mặt dưới và tựa lưng không quá ôm, phù hợp với những người thích ngồi rộng rãi. Khoảng để chân không quá chật, có thể linh hoạt trượt lên trượt xuống thoải mái hơn. Ghế trước chỉnh tay toàn bộ bằng nút xoay trông khá cổ. Một chi tiết cổ điển nữa là bệ để tay cho ghế trước. Hàng ghế này không được trang bị hộp đựng đồ kim bệ để tay trung tâm, nhưng nhà sản xuất cũng gỡ lại bằng một bệ để tay độc lập ngay bên hông ghế. Bệ để tay này sẽ giúp giảm thiểu khá nhiều tình trạng mỏi nếu di chuyển đường dài. Tuy nhiên, kiểu thiết kế lại làm liên tưởng đến những mẫu xe đời cũ. Do chiều rộng hạn chế, nên hàng ghế sau Kia Soluto 2021 không rộng như các ông lớn phân khúc như Toyota Vios, Honda KT hay là Mitsubishi A-Check. Hàng ghế này chỉ có tựa đầu 2 vị trí nhưng ở dạng cố định, không điều chỉnh được độ cao sẽ hơi kém thoải mái nếu đi xa. Bù lại, khoảng trống duỗi chân khá thoáng,
Nhìn chung hàng ghế sau Toyota sẽ phù hợp với 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ hơn là 3 người lớn trong các chuyến hành trình dài. Khoang hành lý Kia Soluto 2021 khủng gần nhất phân khúc khi có dung tích lên đến 475 lít nhờ thiết kế nắp cốp cao. Một thử nghiệm nho nhỏ cho thấy khoang hành lý của Soluto có thể để được cả túi gôn. Trong đây có trang bị đèn chiếu sáng thuận tiện cho việc sắp xếp, chất dỡ hành lý. Về hệ thống giải trí, Mitsubishi Ajax 2021 bản số tự động vô cấp được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch đi cùng với âm thanh 4 loa. Còn bản số sàn chỉ dùng màn hình tiêu chuẩn nhỏ kèm đeo 2 loa. Đặc biệt trong lần cân cấp mới, Ajax bản CVT còn được trang bị thêm cả Apple CarPlay và Android Auto. Dù đây không phải là tính năng quá cao cấp, nhưng việc có mặt trên một mẫu xe 400 triệu là điều rất đáng khen. Điều hòa Ajax bản CVT dùng loại tự động, còn bản MT thì dùng loại chỉnh tay. Điều hòa được đánh giá làm lạnh khá là nhanh. Xe được trang bị kính chỉnh điện, riêng kính ở phía dưới người lái có thể chỉnh điện một chạm chống kẹt. Có một điểm hơi ngộ ở vị trí đặt ổ cắm USB, đó là thay vì nằm ở gần khu vực bệ trung tâm, ngay giữa thì ổ cắm lại nằm ở bên trái vô lăng. Điều này gây khá nhiều bất tiện khi cần sạc pin hay kết nối điện thoại với ô tô. Nút bấm khởi động xe cũng đặt ở bên trái thay vì ở vị trí thường thấy là đặt ở bên phải vô lăng. Rất may là thiết kế khu vực lái Kia Soluto 2021 được thừa hưởng nhiều từ đàn anh Kia Cerato nên khá hiện đại và thể thao. Vô lăng ba chấu, đáy kép mạ bạc, bọc da bên trên được tích hợp các phím bấm điều khiển và khá thể thao. Riêng bản Soluto MT vô lăng vẫn dạng trần và không có các phím chức năng. Cụm đồng hồ sau vô lăng kiểu analog với màn hình hiển thị đa thông tin ở trung tâm đơn sắc 2,8 inch cho giao diện không quá tệ. Về các tính năng như Cruise Control, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm đã được nâng cấp thêm ở Soluto 2021, nhưng tiếc là chỉ có mặt ở phiên bản cao nhất Luxury. Càng tiếc hơn là khi các tính năng khác như gương chống chói, tính năng giữ phanh tự động lại không xuất hiện trên Soluto 2021. Giới chuyên môn đánh giá Kia Soluto 2021 khá cao ở hệ thống giải trí, dù giá rẻ nhưng chỉ trừ bản MT thấp nhất thì cả 3 phiên bản Soluto còn lại đều được trang bị màn hình 7 inch, âm thanh 6 loa, đàm thoại rảnh tay, kết nối hỗ trợ định vị GPS, AUX, USB, màn hình cảm ứng trung tâm nhạy và hiển thị sắc nét. Đặc biệt, Soluto 2021 là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam được trang bị tính năng kết nối Kia Link. Đây là một giải pháp hậu mãi phát triển theo xu thế ứng dụng công nghệ số. Theo đó, khi kết nối Kia Link, người dùng sẽ được tự động gửi thông báo đến 5 số điện thoại thiết lập sẵn khi xe gặp sự cố khẩn cấp, chẩn đoán và phát hiện lỗi kỹ thuật xe, đặt hàng dịch vụ, hỗ trợ khi gặp sự cố trên đường, lưu trữ lịch sử vận hành và quản lý chi phí vận hành xe. Bên cạnh đó, Kia Soluto cũng có kính cửa điều khiển điện nhưng không có tự động một chạm, đèn nội thất, riêng bản Soluto đặc biệt Luxury, có thêm cốp chỉnh điện, tất cả các bản còn lại đều phải mở bằng chìa. Nhưng lại có điểm cực kỳ khó chịu khi cả 4 phiên bản Soluto 2021 đều chỉ dùng điều hòa chỉnh tay mà không có cửa gió điều hòa sau. Mitsubishi Ajax 2021 trang bị động cơ xăng 1.2 lít MIVEC, công suất cực đại 78 mã lực tại 6.000 vòng một phút, mô men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng một phút, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Dù chỉ sử dụng động cơ 3 xi lanh dung tích 1.2 lít, nhưng nhờ xác xe khá nhẹ chỉ 905kg, nên Mitsubishi Ajax di chuyển khá mượt mà, không hề quá yếu như nhiều người lo lắng. Thậm chí ở nước ga đầu, Ajax còn có độ vọt nhất định. Đi trong phố, Ajax vẫn phát huy được thế mạnh linh hoạt đặc trưng ở các mẫu xe cỡ nhỏ. Khả năng tăng tốc của Mitsubishi Ajax được đánh giá đủ dùng ở mức cơ bản. Xe vẫn có thể đạt vận tốc 100-120 km/h nhưng cần phải có thời gian. Nhìn chung trong tầm giá xe 300-400 triệu, khả năng vận hành của Mitsubishi Ajax được xem là hợp lý, đáp ứng ổn cái nhu cầu sử dụng thông thường trong phố. Mitsubishi Ajax được trang bị vô lăng trợ lực điện, trải nghiệm thực tế thì độ nặng nhẹ vừa phải, không nặng cũng không quá nhẹ. Với một mẫu xe đô thị giá rẻ như Ajax thì khó có thể đòi hỏi về trải nghiệm lái, nhưng nhìn chung vô lăng Ajax có độ lanh lẹ nhất định, thân thiện và dễ lái. Tuy nhiên có một số ý kiến người dùng đánh giá là vô lăng của Ajax chả lái hơi chậm khi quay đầu hay vào cua ở tốc độ thấp. Kia Soluto 2021 sử dụng động cơ xăng Carb 1.4 lít cho công suất cực đại đạt 94 mã lực tại 6.000 vòng một phút. Mô men xoắn cực đại đạt 132 Nm tại 4.000 vòng một phút. Khi nghe đến động cơ 1.4 lít, một số người ái ngại Kia Soluto có yếu không? Trải nghiệm vận hành thực tế cho thấy câu trả lời là không. Dù không được trang bị động cơ 1.5 lít như các mẫu sedan hạng B của Nhật, nhưng với thân xe nhỏ và nhẹ chỉ hơn 1 tấn thì khối động cơ 1.4 lít mã lực đủ để đưa Soluto di chuyển mượt, nhẹ nhàng, đủ dùng cho gần như mọi tình huống vận hành thông thường.
khi đi trong phố ở dải vận tốc thấp, với chuyên môn đánh giá xe ô tô có độ bốc, tăng tốc tốt, chạy không có cảm giác bị yếu hay bị ì gì cả. Đây là một điểm sáng với mẫu xe này. Trên đường trường hiển nhiên sẽ khó có thể đòi hỏi mạnh mẽ hay thể thao, song nhìn chung xe vẫn đáp ứng tốt. Với các pha vượt xe vẫn thực hiện ngọt nếu chuẩn bị từ trước. Lần đầu cầm lái xe Kia Sorento 2021, nhiều người sẽ hơi bất ngờ với chiếc vô lăng nhẹ tinh của mẫu xe này. Vô lăng trợ lực điện rất nhẹ, đem đến cảm giác dễ chịu, nhất là khi đi phố. Nhưng sự nhẹ này lại hơi thiếu trung thực, không có được sự phản hồi chi tiết. Nhưng nếu không có quá khó tính thì chiếc vô lăng này vẫn chấp nhận với một chiếc mẫu xe phân khúc giá rẻ như Sorento. Hệ thống trang bị an toàn của Mitsubishi A-Check 2021 ở mức đủ dùng. Bản số sàn khá cơ bản khi chỉ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD và hai túi khí. Riêng bản A-Check CVT có thêm camera lùi. Trong 3 phiên bản thì chỉ có phiên bản A-Check CVT Premium là đầy đủ nhất khi có thêm hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Về hệ thống an toàn, nhiều người đánh giá Kia Sorento 2021 chỉ dừng ở mức cơ bản với hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, hai túi khí, camera lùi và cảm biến lùi. Nhưng riêng bản Sorento Luxury mới thì hiện đại hơn khi có cân bằng điện tử và hỗ trợ cái hành ngang dốc, song phiên bản này chỉ có 2 túi khí thay vì 6 túi khí như mong đợi. Mức tiêu hao nhiên liệu Kia Sorento được đánh giá khá tiết kiệm với 6,1 lít đường hỗn hợp, 7 lít đường phố, 4,5 đến 5,5 lít đường trường. Sử dụng động cơ nhỏ chỉ 1,2 lít, cộng với trọng lượng xe tương đối nhẹ nên mức tiêu hao nhiên liệu của Mitsubishi A-Check khá lý tưởng. 6,47 lít đường thành phố, 4,71 lít hỗn hợp và 5,36 lít đường trường. Đây là hai mẫu xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị ha. Kia Sorento và Mitsubishi A-Check có nhiều điểm tương đồng khi cùng là mẫu xe thuộc hàng nhỏ gọn và có giá bán thấp nhất phân khúc. So sánh Mitsubishi A-Check và Kia Sorento, chiếc xe hạng B nhà Kia chiếm ưu thế về khả năng vận hành, có được động cơ và dung tích lớn hơn 1.4 lít. Trong khi đó, Mitsubishi A-Check lại có lợi thế về xuất xứ, thương hiệu khi là xe nhập khẩu của hãng ô tô Nhật. Giá xe A-Check thấp hơn, dù trang bị không hề thua kém, thậm chí còn nổi trội hơn cả Sorento khi có cả đèn pha bi LED, điều hòa tự động. Về thiết kế, cả hai xe đều có những điểm nhấn riêng, tùy theo quan điểm thẩm mỹ của mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét mẫu xe hàng có phần trẻ trung hơn. Vừa rồi là nhận xét của nhóm em và người dùng, còn anh chị em thì sao? Hãy để lại nhận xét của anh chị em dưới phần comment nhé! Nếu thấy clip hay và bổ ích, anh chị em hãy đừng quên like, share, đăng ký kênh và nhấn chuông để ủng hộ chúng em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.